Tôi đang lang thang cùng với người bạn và cũng là khách. Tôi cũng nhờ anh ấy quay luôn video. Thì anh ấy nói rằng là cách đây mấy tháng thôi là bất động sản khu vực này, cả cái khu vực Đại lộ Ngọc Trai này, nhà nhà làm bất động sản, chỗ nào cũng thấy có văn phòng mở ra. Thì bây giờ các bạn nhìn, em chỉ quay cửa cuốn thôi nhé, không, tức là quay cái cửa nó đóng rồi á, chứ đừng quay quay lên trên ảnh hưởng đến, nó sẽ bóp mất. Đây các bạn nhìn không? Đây, đã đóng sập rồi. Các bạn nhìn không? Bây giờ các văn phòng bất động sản bên kia cũng thế, đóng hết rồi. Quay xa xa thôi. Đấy, xin lỗi anh em bởi vì tôi không dám quay gần, bởi vì ảnh hưởng đến thương hiệu của mọi người. Đấy, thì đóng hết cửa rồi anh em. Tức là như thế nào? Cái thời kỳ ấy, nhà nhà người người mà các bạn thấy ở khu vực nhà mình, thấy văn phòng mở ra, bất động sản mở ra tràn lan, chỗ nào cũng thấy văn phòng bất động sản, chỗ nào cũng thấy người, ông xe ôm cũng làm bất động sản đúng không? Tôi cũng nhắc nhiều rồi, nhưng mà đấy, quay trở lại cho câu chuyện là bất động sản thời điểm này đã đóng băng. Bất động sản thời này, điểm này chỉ có những người có tiền thì người ta mới đi mua. Những người gọi là lão luyện, trải qua nhiều các giai đoạn của bất động sản thì đến thời điểm này là họ đã găm tiền và đi mua bất động sản. Và bây giờ là cái cửa trên là cái người có tiền, đúng không? Người cầm tiền mặt lúc này là người chiến thắng. Còn người thua cuộc lúc này là người phải trả nợ ngân hàng, phải trốn chạy, phải bỏ mạng sống của mình, hoặc là chạy trốn đi đâu đó, bán nhà bán cửa đi. Còn người chiến thắng là bây giờ là đang bắt đầu đi săn lùng, là người bắt đầu cầm tiền của mình đi tìm những cái bất động sản của những người vỡ nợ, phá sản đó, chạy trốn ấy. Người ta đi đàm phán rất là dễ anh em ạ. Có những cái căn mà trước đây 25-30 tỷ thì bây giờ là chỉ xuống, tôi chứng kiến những cái căn ở đây nó lên thời điểm 35 tỷ mà bây giờ đang giao bán với cái giá là khoảng 16 tỷ rưỡi mà vẫn chưa chốt được. Thì có nghĩa là chúng ta đang cầm tiền, chúng ta có quyền được trả giá, đúng không? Ô tô chạy ầm ầm như này, các bạn thấy không? Tính ra mà 120m² mà giá 16 tỷ đúng không? 16 tỷ rưỡi thì tức là hơn 100 triệu một mét vuông, mà đường ô tô chạy ầm 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 như này, thế tại sao mà chúng ta không mua? Tại sao chúng ta không đầu tư? Nếu mà như là tôi thì tôi vẫn phải đi tìm kiếm, gặp những cái căn mà người chủ nhà họ thực sự cần ấy, thì chúng ta có thể đàm phán và chúng ta mua được. Vì vậy mà tôi rất là mong muốn được kết nối với tất cả quý anh chị. Quý anh chị nào mà đang quan tâm đến Vinhome, Vinhome Ocean Park nhé, Ocean Park 2 hoặc là Dream City hoặc là Vinhome Hưng Yên thì có thể liên hệ với tôi. Tôi có thể kết nối và gửi cho anh em những cái bảng hàng tốt nhất, trực tiếp chủ nhà, các bạn có thể là kết nối với chủ nhà. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.